Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Cười bò với pha bắt trend mang tiền về cho mẹ cực lầy của Trần Giang. Nhã Phương nghe xong chắc xỉu. Những ngày vừa qua, bản hit mang tiền về cho mẹ của nam rapper đen vâu đã nhanh chóng trở thành một trend hot rần rần trên khắp các trang mạng xã hội. Ngay lập tức tên bài hát cũng đã trở thành chăm ngôn sống những ngày cuối năm của mọi người. Là một trong những cặp đôi hạnh phúc của showbiz Việt, mọi khoảnh khắc của Trường Giang, Nhã Phương đều nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Mới đây, Nhã Phương đã khoe cuộc trò chuyện cô ông xã, khiến khán giả thích thú và cười ra nước mắt trên trang facebook cá nhân nhã phương đã đăng tải một cuộc trò chuyện khá hài hước cùng ông xã trường giang cụ thể nữ diễn viên đã gửi cho ông xã xem ca khúc mang tiền về cho mẹ của đen vâu đang hot nhất hiện nay cô ẩn ý muốn nhắc nhở nam danh hài rằng hãy mang tiền về nhà ngay sau đó trường giang đã hiểu ý vợ và hỏi đáp bằng một đoạn clip cover ca khúc này theo phiên bản cực lầy lội trong mv gốc đen vâu ôm một con cá lớn và hát mang tiền về cho mẹ còn nam danh hài lại cầm một cây xà beng và lời bài hát cũng được sửa đổi thành xà beng về cho mẹ xà beng về cho mẹ xà beng về cho mẹ tiền đâu mà mang về cho mẹ bi bi là chữ viết tắt trong nickname na bi của nhà phương không chỉ vậy trường giang đã nhắn nhủ lại rằng anh sẽ nói chuyện với đen về việc này chia sẻ cuộc trò chuyện đáng yêu của hai vợ chồng lên mạng xã hội nhà phương viết khi bạn nhắn nhủ nhẹ đầu năm và cái kết Khán giả vô cùng thích thú trước cuộc trò chuyện đáng yêu của Trần Giang và Nhã Phương. Bên cạnh đó, họ còn được dịp cười nghiêng ngã khi xem đoạn clip cover mang tiền về cho mẹ phiên bản lầy lội của nam danh hài. Một số bình luận của cư dân mạng, tôi phải nghe đi nghe lại 10 lần luôn đó, cười mệt với ông Giang thật chứ. Phiên bản hài cười đau bụng của Giang ca, chị Phương sống chung chắc cười 24 trên 24 luôn quá. Gia đình đáng yêu nhất showbiz đây rồi lúc nào cũng mặn mà hài hước luôn. U là trời chuyến này về nhà là chị Phương cho ngủ sofa luôn nha Giang ca. Lầy quá lầy xem mà cười rớt nước mắt luôn đó. Khán giả thích thú trước khoảnh khắc đáng yêu của gia đình Trường Giang. Trường Giang Nhã Phương có cuộc hôn nhân vô cùng ngọt ngào, cặp đôi vừa mừng kỷ niệm 3 năm ngày cưới hồi tháng 9 vừa qua. Hiện tại vợ chồng nam danh hài đã có một ái nữ đầu lòng. Nói về biết biết giữ gìn hạnh phúc gia đình, Trường Giang chia sẻ với truyền thông, gia đình là phải vui, hạnh phúc và ấm áp. Nhưng để có được điều này, thì một trong hai vợ chồng cần biết sẻ chia, hy sinh cho nhau như giảm bớt giao lưu bạn bè, mua sắm để dành thời gian cho tổ ấm. Mọi người biết nhường nhịn, giảm cái tôi của mình một chút thì gia đình sẽ bền vững. Có thể nói Trần Giang Nhã Phương là cặp vợ chồng hạnh phúc và đáng ngưỡng mộ nhất nhì của làng giải trí Việt. Khán giả vô cùng ngưỡng mộ trước sự viên mãn của cặp đôi này. Trần Giang dở khóc dở cười vì con gái rượu đang trò chuyện thì hối thúc bố tắt máy nhanh để đi học bài. Bé Destiny là trái ngọt của Nhã Phương và Trường Giang. Cả hai thỉnh thoảng vẫn chia sẻ hình ảnh thiên thần nhỏ lên trang cá nhân, nhưng quyết không để lộ diện mạo. Mặc dù vậy, vẻ ngoài xinh xắn và giọng nói đáng yêu của nhóc tì nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả. Ít phút trước trên trang cá nhân của mình, Nhã Phương đã đăng tải đoạn clip ông xã Trường Giang gọi FaceTime cho con gái cưng để nói chuyện. Đáng chú ý trong clip, nội diễn viên chia sẻ bé Destiny khá ngoan ngoãn, liên tục dạ khi nghe bố hỏi. Destiny ơi con ăn cơm chưa mẹ đâu nay con ăn cơm với gì con có thương ba không cô bé đáp lại với giọng nói đáng yêu khiến dân tình phải lụi tim tuy nhiên khi nam danh hài hỏi thêm nhóc tỳ con có thương ba không destiny lại liền hối thúc bố tắt máy để đi học đây con đi học bài đây đoạn clip này vẫn đang được nhiều khán giả chia sẻ rầm rộ dưới phần bình luận chân bàn đã đứng ngồi không yên trước giọng nói quá sức dễ thương của destiny nhiều người còn phải suýt xoa so, ngưỡng mộ gia đình trường giang và nhã phương vì có cô con gái đáng yêu hết phần thiên hạ bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo